Góp mặt trong bom tấn điện ảnh Việt, Lật Mặt 7, một điều ước của đạo diễn trăm tỷ Lý Hải, Đinh Y Nhung khiến netizen dần dần. Đây cũng là dự án điện ảnh đánh dấu cho sự tái xuất của nữ diễn viên sau nhiều năm yên ắng. Nhắc đến Đinh Y Nhung, khán giả sẽ gắn mác cô là nữ hoàng cảnh nóng hay những vai phản diện trong các bộ phim Thiên Linh Cái, Những Ngọn Nến Trong Đêm, Một Nửa Bóng Tối. Nhưng ít ai biết rằng Đinh Y Nhung cũng từng tạo được ấn tượng qua loạt vai diễn khắc khổ, cam chịu như Lấy Chồng Người Ta, Đường Hồ Chí Minh Trên Biển. Và mới đây là bộ phim điện ảnh Mẹ Ơi, Bướm Đây do chính ông xã cô làm đạo diễn Lưu Huỳnh. Mới đây, Đinh Y Nhung còn khiến dân tình dần dần khi góp mặt trong dự án điện ảnh của Lý Hải, sắp sửa ra mắt mang tên Lật Mặt 7, Một Điều Ước. Khác với những vai diễn khắc khổ trước đó, vai diễn Bà Lành trong Lật Mặt 7, Một Điều Ước được xem là một thử thách nội tâm đáng kể đối với Đinh Y Nhung. Vai diễn này yêu cầu cô đưa ra một hiện thực cảm xúc sâu sắc, đáng đồng cảm khi thường xuyên phải đối mặt với bạo hành từ chồng và cảnh tình trạng con nhỏ đang đối mặt giữa ranh giới sống, chết. Trong quá trình thực hiện bộ phim Lật Mặt 7, Một Điều Ước, có một số phần đoạn nữ diễn viên bị chồng, Lý Hải đóng, thượng cẳng tay hạ cẳng chân.